À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Châu Chấu Vua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Langkova để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì mình đã giải quyết được cái vùng phương Bắc rồi. Đây. Vùng phương Bắc ở phía bên này. Đây. Và có thể nói là đã hoàn thành. Nó bảo mình phải nâng quân cảng lên cấp 3. Đây đảo Anh thì có lẽ không cần quân cảng cấp 3. Mà đảo Anh có lương thực ấy. Vùng này ít lương thực quá. Đấy, vùng phương Bắc thì như vậy. Đây, mình đã kiểm soát được cái vùng này rồi. Ở đây, mình xây được nhiều công trình phết này. Gỗ này. Vệ sinh đi. Đấy, ta để dành một ít tiền để giải quyết cái khu vực phía dưới này, không có công trình mình xây được không? Đây này, những vùng này unlock được thêm một cái nữa này. Đã có tiền xây đâu. Bên này cũng vậy. Thôi kệ, tiền nó không có nhiều lắm, để lượt sau. Bây giờ kinh tế của chúng ta cũng khá được, mỗi lượt chúng ta kiếm được khá tiền đấy. Mấy thằng tướng gác thành này cho mấy cái thứ này được. Được rồi. Tình hình ban lãnh đạo của chúng ta xem nào. Ai dạ. Bây giờ rất căng khi nhà vua của chúng ta đang bị vây hãm ở đây. Các cái lực lượng này thì chưa kịp đến để tiếp viện. Không ăn thua. Bởi vì đây là một con sông, chạy sang bên này thì mất lượt rất nhiều. Quân đoàn chủ lực này của mình thì vẫn còn đang ở đây, tận đây. Vùng này thì vẫn phải có quân đoàn này để trị an rồi, chưa di chuyển được. Vùng này vẫn cần phải có... Hai thầy tu khấn mà vẫn không ăn thua. Cái vùng này có lẽ do mình xây nhiều cái công trình này quá. Đến bây giờ thì chắc không cần nữa rồi. Hạ nó bớt xuống để xây công trình khác thôi. Nó trừ public order của mình kinh quá. Rồi. Phương Bắc ổn rồi thì sẽ không cần công trình đó nữa. Rồi nó xuống phương Nam này thôi. Mà bây giờ phải qua lượt đấy. Ây da. Vùng này một thống đốc nữa có thể bổ nhiệm. Thằng này cùi quá. Thằng này thì có vẻ khá hơn, sợ hãi à, trừ nhiệt huyết. Nhưng mà tôi dù sao đó là con cháu, có đông cháu cha, cho nó làm lãnh đạo. Các tướng của chúng ta già chết hết cả rồi. Thằng này cho làm thống đốc ở vùng Anh đi. Vùng đấy có vẻ an toàn. Tăng trưởng nốt đây này. Quân đoàn của tướng huyền thoại vẫn đang ở phương Bắc à? Chưa xuống được à? Nếu mà mình hợp đủ mấy quân đoàn ở đây thì chắc là bọn này không sợ đâu. Bây giờ mình còn phải lo đánh ra này. Đấy. Bọn này nó tiếp viện thì mình to đấy. Có lẽ mình sẽ đánh từng thằng một. Ai giời ơi. Mình có thêm quân tiếp viện đây rồi. Trận này có lẽ mình sẽ đánh từ từ. Xem địa hình nào. À tốt. Địa hình như thế này thì đánh nhau được. Địa hình này phức tạp quá, khó đánh lắm. Thành trì của mình bây giờ
Xây tường cao thì nó cũng có cái lợi đấy, nhưng mà tường cao quá thì lại không tiếp viện vào từ đây à? Đặt lùi lùi sâu sâu tí cho chúng nó hành quân chết mệt, cho bộ binh chúng ta yểm trợ kịp thời. Rồi. Mấy cái long bè cứ đứng đây. Tấn công khi cần thiết. Phải giải quyết từng thằng một. Nó có kỵ binh không nhỉ? À có. Có đội kỵ binh. Hay quá, chúng ta có đội rồi. Kỵ binh nó đứng bên này à? Cho speed sang bên này. Chém tốt thì đứng vào đây. Chỗ này mình sẽ cho đội cung của mình bắn. Đặt sườn bên này. Nói chung cung thì không nên cho đứng đằng sau quân mình, bởi vì đứng sau quân mình nó bắn cầu vồng, thứ nhất đam yếu, cái thứ hai là có thể fight wheel chúng nó sẽ tấn công chết cả quân đồng đội. Tiến nhanh anh xem nào. Mấy con ngựa ở chỗ này. Ngựa của nó chạy cánh bên này à? Ổn rồi. Ngựa chạy cánh bên đấy cho ngựa, cho speed mình lấy ra đây á. Ăn rồi. Cuối cùng mình có khi phải tiến lên sâu, sâu một tí. Kỵ binh nó chạy bên kia mà. Đây. Chuẩn bị sẵn sàng luôn đấy. Bắn vào đây. Trúng luôn cả mấy con ngựa. Lấy lại tinh thần, cho nó lấy lại tinh thần. Đó rồi, kỵ binh nó chạy hoàn toàn sang hướng kia rồi. Nó sợ bọn speed của mình. Đội cung của mình đâu rồi? Đúng rồi, bắn thấm đòn nó. Bắn ngang thì rất là tuyệt. Mấy con ngựa của nó không sợ. Áp sát chưa? Long ba Swordsman lên nào. Đã tướng cho anh. Cú thủ rồi. Bắn tướng nó. Diều binh rồi. Xông vào chém. Để xoắn.
Dạ, nó xong rồi. Ra đây. Hay quá nhở. Cuối cùng mình trở lại ăn đó, cho nó ăn đòn luôn. Ơ kìa, chạy nhanh thế. Khó đâu. Ổn đấy. Không đâu. Bắn bọn này. Bắn xa xa một tí, cả chết con mình. Mấy thằng này lại điên à? Bắn đoạn này cho em. Nó là tướng rìu à? Tướng cầm rìu à? Cung tên bắn xa nhỉ? Ây da. We hunger for blood and battle. We hunger for blood and battle. The general has been killed. Excellent. Đã chết rồi. Xong rồi. Tốt rồi, một trận đánh đạt yêu cầu. Rất may mình cầm trận được của chúng nó khá khá. Những lực lượng chủ lực của chúng ta không bị thương vong lắm. Xem trận này hồi được bao nhiêu phần trăm quân. 12% quân là khá đấy. For the tribe. Mình nghĩ là trận này chắc tạm thời mình phải mua mấy thằng đánh thuê này để bổ sung lực lượng. Bởi vì bọn này nó chưa chạy đến này. Giết thằng dìu nó xem nhỉ. Ăn được không mới là vấn đề đấy. Dark shadows loom. À, hay quá. Tuyệt thế. Đây còn một thằng nữa. Không tới đâu. Bắt cóc thằng này xem nào. Ồ. Bắt được thằng này rồi. Thành công rồi mà. Chưa bắt cóc được nó à? Nhưng mà tốt rồi, tạm thời mình cũng ổn rồi đấy. Ám sát được tướng của nó là cũng giảm được khá nhiều tinh thần chiến đấu của binh sĩ nó xuống rồi. Vấn đề còn lại bây giờ là làm sao để ăn được thằng này đây. Nó chạy. Thằng này thì khả năng cao nó không dám đánh vào đây. Còn nó đánh thì mình ăn được, nó chỉ không nhiều quân lắm. Nhưng trận này khó này. Trận này mình chưa biết. Mình không có quân tiếp viện trận này rồi. Không có đội quân. Biết ngay mà. Tình hình khó hơn rất nhiều. Chúng ta không có kỵ binh nữa. Không có sự lựa chọn nào khác. Bởi vì nếu không nó sẽ đánh vào cái thành ở bên này của mình. Thời tiết thì khá là tốt, nhưng mà địa hình thì thực sự là không tốt chút nào. Chết rồi, địa hình này mình còn toi chứ không phải chút tốt đâu. Không quan sát được xe bắn đá của nó này. Cái chính là không quan sát được xe bắn đá này. Cái hai là... Chết rồi. Sao mình lại ở một cái địa thế khó. Có này. Nhìn thì tưởng địa hình ngon, cuối cùng lại thành quá xấu.
Mình không nhìn thấy cái xe bắn đá nó ở đâu để mà bắn à. Căng quá nhỉ. Chả biết quân địch ở chỗ nào. Lùi sâu sâu tí. Đẩy được mà. Quẩy đá thì không sợ. Chỉ biết nó ở đằng trước mà không biết nó ở chỗ nào. Chỗ này là nằm vào trong tầm bắn của pháo binh của mình rồi. Riders, move out. Quickly now. Wow. Follow me. Chúng nó ở bên kia sườn đồi. Chạy. The enemy draws near. Chạy. Rồi, đâu lắm có cái xe bắn đá đấy. Dụ nó vào tầm bắn của xe bắn đá đã. Chúng ta có duy nhất một đội ngựa nên là phải tiết kiệm. Đây này. Nó còn con ngựa nữa nhỉ. Chó kìa kìa. Đi móc lốp khẩu pháo của nó đã. Trước khi khẩu pháo nó kịp bắn mình. Còn khá xa. Chắc phải lập Testudo cho chắc cờ. Chạy ra đây. Nó khổ pháo nó đã. Pháo bắn chậm thế. Giãn cách ra, kiểu và nó lại chết.
xong. Bắt quả pháo nó đã. Quá đang bị tấn công à? Mẹ, khôn thế. Đừng chết. Đánh nhau bọn diều này hay, bộ binh mình không chịu đâu. Tăng tốc nào. Cố gắng chơi trụ đi em ơi, đừng chết nhanh quá. Anh đã cố gắng lên rồi. Quay thằng này lại. Đạo quân của chúng ta bắt đầu điên cuồng chém giết à? Đúng là lúc để điên cuồng chém giết đấy. Rồi quay bọn tâm xa này lại. Quỷ đá đã hết à? Xông lên luôn. Rồi, giết nó luôn. Ôi tốt quá nhở, mấy thằng Long Ba này nó nổi điên nên nó chém kinh thế nhỉ. Thôi dừng đi. Đây rồi. Xuống đây em. Ô may quá. Mấy thằng Long B nổi điên hay thế. Nhanh. Ồ may quá. Cái chiến thắng sát nút. Quân nó đông hơn mình và nó thiện chiến hơn nữa chứ, nó toàn bọn dìu kìa. Được. Ơ, không giết hết được quân nó à? Còn nhiều thế, bỏ chạy hết à? Đáng nhẽ mình phải truy sát chứ nhỉ? Quên mất. Get on our way. Thành này liệu nó có ra mắt không nhỉ? Nó chỉ còn tàn quân thôi mà nhỉ. À mình hồi được nhiều máu hơn. Rồi nó chỉ còn tàn quân thôi, tốt rồi. May quá. Mười ba phần trăm quân. Ồ đầy luôn quân à? Thằng này thì chắc là không dám đánh vào thành này rồi. Nó có quân đâu. Ây da. Rồi xong được một cái chiến trường. Mình nghĩ là vậy. How can I assist you? Rồi. Vua của chúng ta làm hại trận combo ác quá nhỉ. Hồi nhiều máu phết này. Quân đầy gần hết rồi. Tiếc là không tuyển được thêm lính đánh thuê nữa. Thôi cứ để qua cái lượt này đã. Ôi thôi xong rồi. Thành phía trên này nó có quân đoàn ở đây này. Mất cái thành trên à. Không sao. Lực lượng này của mình xuống giải quyết là vừa. Giá kể thằng này mà chạy được vào đây thì tốt. Không vấn đề gì lắm. Ai, sẽ lại có một trận chiến tiếp theo mệt đấy. Mà thế quái nào cái thành trên đấy lại có quân nhỉ? Không biết thế mình đốt xử đi. Mấy thằng Visigoth này chiếm được khu vực phía nam này ác kìa.
Mấy ông đệ của mình hoàn thành nhiệm vụ về quê à? Kiểu gì kiểu nó cũng chiếm cái thành kia thôi. Hoặc là cướp nó rút à? Không sao, lực lượng chủ lực của chúng ta kéo xuống đến đây rồi thì chắc mọi việc đơn giản thôi. Mình sẽ giải quyết hết cái chiến trường chỗ này. Có lẽ mình sẽ chiếm hết cái vùng vùng nước Pháp này đã. Còn đối với Tây Ban Nha thì có lẽ mình sẽ để từ từ. À, nó cũng không dám tấn công mình. May quá. Nó đứng quân ở đấy mà nó cũng không dám tấn công. Chắc nó sợ đánh phát thì mình kéo quân về sao? Cũng thông minh đấy. À, bởi vì Hung Nô có mặt ở đây rồi. Mày chết. Vấn đề là Hung Nô đã có mặt ở đây. Đôi khi Hung Nô là một yếu tố bất ngờ, thú vị. Ai rồi, Hung Nô kéo quân sang đông lắm. Đó là lý do tại sao nó chưa dám tấn công mình. Hung Nô đóng vai trò là lực lượng gìn giữ hòa bình. Điểm lành tốt. Thằng khỉ này nó muốn đánh nhau hay sao mà nó vác quân đi khắp đất mình này. Ready for battle. Warriors all. For the tribe. Mấy quân đoàn này chưa hồi phục được à? Quân đoàn này đứng ở đây thì thủ chắc rồi, không sợ. Thôi được rồi, bỏ lính đánh thuê đi. Ơ, nó ám sát được spy của mình à? Bắt buộc về phía ngài sao không được? Warriors all thirsty for battle. Get the stakes up. Quân đoàn của nhà vua thiếu một đơn vị lính thôi. Thời tiết xấu quá nhỉ. Thanh niên này chưa có khả năng chưa kháng tuyết. Nhưng mà có 6 giọt quyệt. Lốt quân đoàn này mình sẽ búp. Ồ, mình có nhiều tiền phết đấy chứ nhở. Finding shelter. À, mình giáng cái này xuống một cấp rồi. Warriors all. Mệnh lao. Giá xuống thì có tiền để xây dựng ra đây. Vùng nào lên xây nhà lính nhỉ?
Vùng có mỏ sắt thì nên xây nhà lính. Mà sắt thì mình lại tận ở nước Anh, quá xa. Ở đây này. Vùng này có mỏ sắt này. Nhưng mà không ổn. Mình thiếu con gì nhỉ? Lính kiếm, lính gậy. Sợ nó ám sát nhà vua không nhỉ? Chắc nó không có gan đó. Move out. Ready for further orders. Is there nothing else? Ready for orders. À đây. Chuyển hai con ngựa sang đây. Thirsty for battle. Ready for battle. Thiếu mất mấy thằng. Mỗi hai thằng lính gậy thôi, thiếu hai thằng lính gậy thôi. Lính kiếm thì chờ thằng kia gửi sang là được. Công cái thành này bây giờ mới là vấn đề. Hạm đội phương Bắc của mình đâu nhỉ? Mất nhiều thời gian lắm. Điều là có tiền thì phải ăn chơi đã. Những cái vùng này không lên lâng cao quá là gì. Khi chưa cần thiết, vùng đấy nó an toàn. Những vùng biên giới như này. Mình lại đang thiếu lương thực. Vùng này sao lại lên tường thành cấp 3 rồi cơ. Bỏ cái này đi xây cái ruộng nhỉ. Ít công trình thang lương thực quá. 60 mất 30 điểm lương thực. Ưu tiên xây ạ. Mà vấn đề vệ sinh của mình không đủ. Phải lên vệ sinh nữa thì mới đủ nâng cấp nhà cửa. Đau đầu. Còn một điểm nâng cấp ở đâu ấy? À đây. Giảm phí duy trì. Ơ, để nâng cấp cái công trình vệ sinh lên đời cuối là phải nâng cấp và xây là nâng cấp cái gì nhỉ? Cái này à? Ai già, cái này là cũng hơi mệt đấy. 7 lượt mới lên được. Nhưng nếu mình xây tường thành ở đây thì mình có thể rút bớt quân ở khu vực này đi. Đây nữa. Vùng này lương thực khá nhiều. Vùng này thì thôi. Lên tường thành thì mình có thể rút quân đi. Tập trung kinh tế phát triển đây vùng này này. Dầu ô liu này. Vùng này thôi từ. Lên công trình vệ sinh chưa đã. Rồi.
Thực ra cái công trình đấy nó tăng ít vệ sinh thôi, nhưng nó tăng một cái rất quan trọng, đó là tăng cái văn hóa, cái tôn giáo của chúng ta. Nếu mà chúng ta không tăng tôn giáo lên thì cái ảnh hưởng tôn giáo nó rất là nghiêm trọng. Không có tôn giáo tốt thì chúng ta khó phát triển. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, hay quá. Cử quân xuống đánh chiếm thành ấy của nó cho anh. Thành bên trên của nó là coi xong. Nó không dám tấn công luôn. Ây da. Ây da. Sự có mặt của hung nô ở đây đã làm hoảng sợ chúng nó thế cả. Ây da ơi, hung nô kéo quân đông thế. My lord offers you peace. Tomorrow, his preoccupation with this war may see him unleash further torments. Đòi nó tí tiền nhỉ? 1.300 vẫn chịu à? 2.300? 1.000, ok. Hòa bình. À, thanh niên này mò đất của mình. Làm gì? Ý chú là làm sao? Định lần vở trên đất của anh à? Quân Ly Khai châu Phi bị tiêu diệt. Ready for orders. Năm lượt nữa. Cái thằng này chiến tranh với Ante nó ở ngoài này cơ mà. Bên này mặt nó đỏ rực này cơ. I'm sure you have many pleasanter. Muốn đánh nhau mình như sao nhỉ? Warriors all ready for battle. Mình căng phết đấy. Lên công trình này đã. Phía Bắc này, ồ. Phía Bắc rất là ổn. Tăng gỗ lên này. Nói gì thì nói, chắc phải quân đoàn tướng huyền thoại phải xuống đây đó. Tình hình là chỗ này thấy có vẻ không ổn rồi. Thấy bọn này nó thích làm loạn hay sao? Thirsty for battle. How can I help? A cup of ale, a starry sky, success. Không bắt được nó nữa. I am the knife in the dark. Thiếu lực lượng. Warriors all. On the move, lads. Thời tiết xấu quá.
Making camp. Lên một cấp nữa thì đẹp. Warriors all. Thirsty for battle. Room này có vẻ ổn nhỉ. Yeah. Kinh tế của mình khởi sắc nhanh thật đấy. Thế mà có lúc thì nó tụt kinh hồn, chả hiểu cái gì. Chiến tranh, dịch bệnh, các thể loại. Chưa rút quân đoàn để đi đánh được. Đánh bây giờ thì nó kéo đây lên. Trừ khi mình đàm phán được với thằng sắc sông. Are you brave or fool? Thirsty for battle. Trời chiếu, có gì đâu mà phải vội vàng. Vội vàng lại hỏng việc. Thuyết phục cái thằng đệ kia nó chiến tranh đốt được không nhỉ? Cái thằng đệ Viking. Chiến tranh đốt với mấy thằng Viking. Thì bắt đầu mình thấy mấy thằng Viking nó cũng không ưa nhau lắm mà. Sự có mặt của hung nô trên vùng đất này đã khiến chúng nó cảm thấy mệt mỏi. Rồi ôi. Chịu mày. Chúng ta có một thằng con nhưng mà nó cũng không chỉ số, nó không được cao lắm. Thôi đợi một trong hai tướng huyền thoại hoặc nhà vua mà qua đời thì chắc là mình sẽ để nó cầm quân. Ai dạ, hung nô cũng không ăn được bọn này à? Ủa, hai lượt rồi mình không kiểm tra ngoại giao ấy. Tình hình mà có gì xấu là chết dở. Không. Mày chiến tranh hung nô của anh đồng minh mày thì khác gì anh tự sát. Cứ một cái hiệp ước nói chung là nó tính chất trung dung là được rồi. We find you worthy of benefiting from our prosperity. Rồi nó thêm tí tiền nữa. 1000 này. Được rồi. Hòa bình mấy thằng châu Phi nữa. Bệnh lao. Đây à? Thanh niên này đuổi đánh quân mình này. Ready for orders. For the tribe. Ready for battle. Chưa đủ tầm di chuyển nhỉ.
thirsty for battle. Get moving! For the tribe! Bố nó cũng chả dám ra đây. Mấy thằng hung nô đang đứng ở đây liền. Có sự kiện gì đây? Món quà tốc độ. À, tuyển kỵ binh thì nó sẽ tăng kinh nghiệm cho các đội kỵ binh được tuyển thôi. For the tribe. Warriors all. Lính chạy hai thằng. Thiếu một thằng lính kiếm. Đang định bổ sung. Mình thấy thằng này là nó muốn đánh nhau mình lắm rồi này. Thằng này này. Mặt đỏ đỏ. Điện thể xuống đây xử lý mấy thằng này luôn. Phòng thủ ở đây chắc cho chắc đã. Không đủ lương thực nhỉ. Không đủ lương thực để mà lên. Ready for battle. Ở đây có sự yểm trợ của hung nô này. Hung nô đánh vùng này nó cướp rồi à? Warriors all. Getting on our way. Ôi trời ơi. Gần này thằng hung nô ở đây cơ mà. Ready for battle. Quái này. Sợ quái. Có gần này lung hung nô ở đây bảo vệ. Cùng năm nó chiếm lại cái thành dưới kia thì mình chiếm lại thôi. Không nhớ ông hung nô ông đốt phát chỗ này chết. Chúng ta sẽ tiếp tục một trận công hành. Thời tiết có vẻ khá tốt. Mình chưa bao giờ tấn công từ góc bên này. Tại sao mình không thử nhỉ? Đây này, đi theo cái đường nhỏ nhỏ này là vào đây. Úi giời ơi, đây nó còn có quả đồi này. Trèo lên này. Cho pháo đứng ở trên này, tuyệt vời luôn này. Ui, chỗ này mà chơi phòng thủ mà cho cung nó đứng ở đây thì thằng nào mà đánh được. Chỗ này kỵ binh đứng đây. Vấn đề là cái gì nhở, sợ nó có quân tiếp viện á. Chỗ này cứ cho hai thằng này dự bị ở đây đi. Còn quá nhiều quân tấn công. Như này là đủ ăn. Cái bọn đổ bộ đường biển của nó gì? Phá tháp canh cho anh. Đây, có 3 thằng. Cho trèo lên, giết luôn, không phải nghĩ. Rồi, bắn luôn bên này. Ngọt thế. Ngọt thế. Lối này vào hẹp như này dễ đánh rồi. Mình không thích đánh lối rộng. Lối rộng dễ chết.
4 phát nữa là chuyện nào đẹp. Sập luôn cổng nó xuống rồi. Phát fire quick cho anh. Đánh sập tường nó xuống. Đây rồi, mấy thanh niên đi vượt đường biển đây rồi. Cổng thanh của nó sập rồi. Chuyển sang bắn đạn nổ. Mấy thanh niên đã đổ bộ thành công à? Nó định đi đến đâu? Bên nào à? We hunger for blood and dăm ba cái thằng tào lao này dọa anh. Tiến lên đi. Cả nhân này tiến lên luôn. Cung thủ nó đâu? Chuẩn bị ra đây xem nào. À, lì thế? Mày mãi chưa chết à? Lì thế nhở? Cái bản bọn này là đam của nó kém. Làm tường tốt được đấy tấn công. Tấn công cho anh. Đạo quân ẩn nấp đã bị phát hiện. Bắn cho anh. Đạo quân của chúng ta bị tấn công. Xong. Mấy thằng này cướp hạng nặng à? Thằng nào mạnh thế? Được. Cho mày hạng nặng. Mất tinh thần quá nhanh. Mấy ông này đúng là chỉ có để làm tưởng đánh nhau. Chậm quá.
Sao rồi? Lã chết chúng nó đi. Đây này. Bắn luôn. Một kỵ binh rồi. Rồi, hai thanh niên này lên đi. Rồi, xong rồi. Mấy thằng kia để mấy con ngựa nó giải quyết lốt. Tuyệt đấy. Rồi. Bình tĩnh. Sẽ bắn đá mình tầm bắn đến đâu? À, khá xa đấy. Testudo tiến lên. Ngon, mấy con ngựa nó giải quyết xong rồi. Ây xà. Nó ném mình kìa. Còn có mấy thằng thì nó cũng ném rồi nhá. Rìu của nó ra kìa. Phơ. Đúng rồi. Thôi ra đây tiếp đi. Phơ mấy thằng rìu nó cho anh. Hai con ngựa này nó đi quần nốt mấy thằng kia. Đây 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 đây. Khử bọn này. Trước khi cho quân vào chúng ta sẽ đánh và giảm kiểu tối đa thương vong. Có lẽ tấn công từ cổng này vào là hợp lý. Khá hẹp đủ cho mình phòng thủ. Mở cộng tầm quan sát đấy. Ui dồi ôi. Cái bình tĩnh. Bắn hết cơ số đạn pháo đấy. The fire rises. The enemy city smolders. Chạy ra ngoài cả. Liều thế cả.
Mày thích tấn công anh à? Láo ta lém cái mũi của anh. Rồi đâu rồi? Úi dồi, Zil này. Zil à. Zil hai tay à. Chạy, bạn sống qua chết hết à. Tập trung. Rồi đó. Long Man Sussman, ta tóc lên thế nào? Năng động. Đứng ở đây à? Đứng không lên thành à? Mà đứng ở đây. Ô, thành của nó này. Đây. Ô, thành mắt ngoéo thế. Thôi sao? Mấy thằng này nó đuổi kịp rồi. Mày chết. Đừng đánh, chả chết mấy thằng speed của anh. Chạy lốt rồi, thanh niên này nhìn thấy chạy lốt rồi. Đó, 149 đồng chí. Một cái thương vong có thể chấp nhận được. Không là chết nhiều lắm. Và tốt. Hay quá. Bị tàn phá nặng nề.
Is there nothing else? May quá nhỉ. Không biết dưới này nó có quân không? Thất bại chí mạng. Nhỏ không biết đường nào mà tả. Một đàm phán hòa bình với thằng này đi. Không chịu à? Không chịu thì mày chết rồi. How can I assist you? What would you have of me? Can I help? Sabotage. I like that word. It is done. For the tribe! Ready for battle! For the tribe! Warriors all! Move out! Is that all? Ready for battle! For the tribe! Starting out! Ready for orders! Getting on our way! You have further orders? For the tribe! Giải quyết thằng này đã. Ba đánh một. Ready for orders! Starting out! Warriors all! Ready for orders! Thirsty for battle! For the tribe! Thêm một thanh niên này nữa. Move out! Ready for battle! Thirsty for battle! Call this a garrison? Ổn rồi đấy, mình cho quân đoàn này về đây để mua quân nữa là ổn rồi. Giải quyết được cái khu vực này nó đã ổn lắm rồi. Ây trời. Chị An tăng đáng kể. Sinh 1, vệ sinh 4, xây ruộng cũng được. Không đủ lương thực. Thế nhưng đâu? Chết rồi. Welcome. We will talk. I give you welcome. Let the Lord God smile upon our meeting, so that all may profit. Thằng này vẫn còn hai cái thành kìa. Chưa diệt vong. Mình có khá nhiều tiền đấy. Hai thành. Bây giờ
Một quân đoàn để giải quyết khu vực phía Bắc đấy đó. Quân đoàn này có nhiệm vụ mua quân. Bỏ đám này đi ạ. Mua quân đây. Vùng này mỗi cái vùng này có nhà quân. Ô, nó có nhà lính đời cuối rồi này. Khu phức hợp kỵ binh. Sao nó không xây bộ binh để mình tuyển được lính bộ binh xịn hơn nhỉ? Ready for orders. Được rồi, không qua lượt à? Tình hình. Xem tình hình thế nào đã. Bây giờ thì mình đã kiểm soát được, có thể nói là một cái lãnh thổ khá là rộng rồi. Bây giờ mình sẽ tạm thời hòa bình ở cái khu vực phía Nam và cho quân lên giải quyết vùng đảo Anh ạ. Mình không muốn bị móc lốp từ đằng sau lưng. Ám sát tướng mình. Với hai quân đoàn ở đây thì chắc là mình đảm bảo được an ninh ở đây rồi, thì mình sẽ cho quân đội của mình lên phía Bắc. Giải quyết chiến trường phương Bắc. Mặc dù nó đang là đồng minh của mình ấy, à cũng không hẳn là đồng minh, đối tác làm ăn thôi. Sợ nhất anh Hùng Ngô anh trở mặt bây giờ là tòi. Rồi mày rồi, đi đâu ấy? I bring word that my lord looks to end the war. He will not look to end it another day. Kệ chứ, chiến tranh mấy thằng này để duy trì ảnh hưởng. À, mấy thằng châu Phi lại đánh lẫn nhau rồi. Bữa tiệc này. Mời các nước láng giềng. Và cái đấy nó sẽ tăng điểm ngoại giao cho phe của mình thôi mà. Mời các nước láng giềng. Nếu mình không nhầm nó sẽ tăng điểm ngoại giao. My lord. Mua được mỗi tuyển đâm húc. Thirsty for battle. Warriors all. Thanh niên này cứ đứng loanh quanh ở đây.
cái vùng này vệ sinh tạm, lương thực thì rất là khá. Không được, xây lửa chết đấy. For the tribe. Warriors all. Thanh niên này có thể về đây để mua quân nhỉ? Move out. Ready for further orders. Thirsty for battle. Is there nothing else? Đâu à? Chết sạch rồi. Đốt đốt cái thành này đã. Ready for orders. Lên tường thành cao quá cũng không hẳn là tốt. For the tribe. Mặc dù lương thực của mình khá là nhiều nhưng mà lên tường thành cao quá cũng nguy hiểm. Tấn công cận chiến, phòng thủ cận chiến này. À, đạn dược. Thống đốc. Thirsty for battle. Anh hùng. Đâu à? Cái thằng Đức này đâu à? Thằng này nó cứ cướp bóc cho đất của mình. Người chiến tranh ngay. Thirsty for battle. Is that all? Xử đẹp nó đi đã, cho nó xong. Để thằng này ở đây. We will go to war then. Attack! Starting out. What the hell? Hay quá. Hai thằng châu Phi đánh lẫn nhau. Am I always to be disturbed by for? Hay quá, bọn châu Phi nó lụi chiến rồi. Ready for battle. Giải quyết thằng này đã. Có mấy thằng quân ghẻ. Giải quyết bọn này. Ơi lằng nhằng. Cứ chạy trên đất của mình linh tinh. Get moving. Thirsty for battle. Tiêu diệt một phe phái rồi. Nó vừa thông báo là một phe phái đã bị diệt rồi. Đúng rồi. An toàn cho mình đấy. Về lý thuyết thì bọn này đang thân mình. Nhưng mà chứ biết thân kiểu gì thằng này thì thằng này nó đốt nhà bây giờ lại ra đây nó ở thua. Thằng Hispania này nó làm cái trò gì mà nó vác quân lên đất nhà mình đông này. Thằng quân ly khai này chiến tranh với thằng châu Phi ở dưới châu Phi mà đánh nhau chứ mò đây làm gì. Ready for orders. Khu vực này đã ổn. Cho thái tử đi đánh trận. Cho thái tử đi đánh trận để nâng cao kinh nghiệm. Ready for orders. Come, fight for us, lads. Tiền. Ô, mình phải giảm bớt, đừng xây vội những gì chứ nhỉ. Mua quân nhé. Xong rồi. Tình hình đã rất ổn định rồi.
Sassanid chưa bao giờ là một kẻ đáng để mình phải lo sợ. Nó hết quân rồi. Rất là may là mấy thằng châu Phi nó lại đánh lẫn nhau. Mấy anh Hung Nô anh đang tiến xuống Tây Ban Nha. Có lẽ cứ để Hung Nô nó tiến xuống Tây Ban Nha đã. Ôi dồi ôi, xong thằng đệ mình nó. Rồi. Được sau Hung Nô nó đốt chỗ này. The storm has raged long enough, and now, at your agreement. Không có hòa bình đâu. Trừ khi chúng mày làm chư hầu anh. Ôi trời ơi, cứ gạ gẫm anh đánh nhau với Hung Nô, vãi thằng này. À, diệt được mấy quân đoàn của Hung Nô cả. Cũng có chi khí ấy. Tộc Sichon, món quà tốc độ. Ready for battle. Đốt. We take this settlement for the try. À, những trận như này thì easy cho mấy thằng này vào đây nó ăn tí kinh nghiệm. None will escape. Anh auto ấy vớ vẩn thật ạ. Thằng này cho về đây. Cháy toàn bộ. Không nô hết cái để đốt. Về đây. Quân đoàn này sẽ được lên phương Bắc. Đây. Hai quân đoàn này sẽ được lên phương Bắc. Giải quyết đảo Anh. Xây tường lên cho anh cho chắc. Có lẽ mình cứ lên tường hay hơn. An toàn. Chúng nó muốn đánh nó phải vây. Khó nhất là bên này thiếu lương thực. Có 5 năm lương thực. Wow, cái này mình phải xây cái điện thờ mới đúng chứ. Thiếu một cái điện thờ rồi. Điện thờ tôn giáo để mà tăng cái tôn giáo của mình lên. Vị giáo Japanic đang bị giảm đây này. Hôm nay có tường thành chưa? Một lượt nữa. Lượt thứ ba. Hai thanh niên này đứng đây làm cảnh nhỉ? Chưa thích đập chúng mày thôi.
À, thiếu lương thực. Lên thực ạ. Lên thực. Đang thiếu lương thực. Cái lên thực trước. Lên thực trước ấy. Mấy thằng hung nô nó đóng đất đây hết cả thực của mình. Bây giờ thì có lẽ là mình có thể an nhàn rồi đấy. Thống đốc gì mà củi mía thế này. Chúng ta có một thằng con thằng con hoang này cũng được ấy nhỉ. Đây, 20 tuổi rồi. Cũng được, khi cần, khi nào nó một trong hai tướng huyền thoại của mình hy sinh thì cho nó cầm quân. 46 tuổi. Phương Bắc. Cuộc chiến lên phương Bắc bắt đầu. King of the North. Ám sát anh à? Không tấn công được anh ở chỗ đấy đâu. Anh già, vây cả ở thằng này. Ai chả chiếm được à? Nội chiến châu Phi. Mình cứ chưa tiến được xuống phía nam này. Càng thế. Ôi mấy thằng Sassanid. Ra tận đây rồi kìa. Lại mấy thằng Sassanid này. Hy vọng mấy hung nô nó tiến xuống phía nam cho mình nhờ đấy. Lần lờ lên phía bắc chết mất mấy thằng đệ của mình mất. Mấy hung nô anh tiến xuống nam của em vát. Nam tiến đi. Ồ, chắc nó phải đốt chết thằng đệ của mình nó mới thôi mất. Không 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 không. Một cái hiệp ước như vậy sẽ làm mất lòng hung nô. Chỉ bây giờ mình đang phải tìm cách để tiếp tục tăng gia tăng ảnh hưởng điểm ngoại giao trong hung nô. Đang suy yếu đây này. What an honor you do us. Come, speak. Yên lặng cộng một xảo quyệt. Thẩm quyền cộng một. Hay quá. Chúng ta vừa lấy thêm một cô vợ hung nô nữa rồi. Mà lấy cho thằng nào ấy? Thằng này à? Thanh niên này chưa có rồi. Lấy tiếp con bé nữa. Lấy thêm vợ mà vẫn chưa tăng. Let us break bread and drink before words pass our lips.
tự vệ tình báo cho tướng. 61 tuổi mà chưa thằng nào rước à? Úi giời, sao mà lấy vợ hung nô lại dễ thế nhỉ? Tốt rồi. Ủa, một cái đứa con tên là người hung nô à? Nhân vật này sau này sẽ là một thành viên trong gia đình của phe phái hung nô. Hỏng ăn rồi. Uy quyền của mình bây giờ cũng tạm tạ. Thái tử đâu nhỉ? Thăng chức cho thái tử lên thôi. Chức cho mấy thằng 29 tuổi. Bây giờ mà muốn ổn định hung nô chắc phải cho cưới Attila, nhưng mà sợ lắm. Cưới Attila chẳng may mà nó phản làm phản thì mình chết luôn. Toàn tướng củi. 33 tuổi. Thống đốc. Con gái chúng ta bao nhiêu tuổi? 29, thằng này 33. Trời, kế hoạch bắc tiến của mình chắc còn nhiều gian nan và vất vả đây. Kế hoạch bắc tiến của mình chắc còn gian nan và vất vả. Có quân đoàn này gác à? Êm rồi. Mình xây cái này đã, tăng cường văn hóa chúng ta lên. Tăng ruộng. Còn nhiều lương thực thì cố gắng lên. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.